Hello, xin chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh tôi của Sang Mai Vlog nha cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Đời Vlog nha. Cả nhà, thì hiện bây giờ hai anh em mình đang quay lại ngôi nhà hoang mà có cái vong áo trắng đó mọi người. Thì cả nhà ở lần trước á, thì anh em mình khi mà vào bên trong căn nhà này thì nói chung là anh em mình cái cảm giác như là lạnh tận xương tủy luôn cả nhà. Chung là cái vong này rất là dạng xuất hiện nhiều khi anh em mình bất thình lình luôn. Mà cái đáng sợ nhất cái vong này là cái mặt đen thụi vậy. Nhưng mà cái mặt không thấy cái mặt không biết là cái mặt đen sâu đen thui. Đen thui như là kiểu là không có cái mặt á. Mình ghê mọi người. Mà không biết là quý cô chú anh chị là ở trong video thì quý cô chú anh chị không biết là có thấy hay không chứ anh em mình ở ngoài là nhìn thấy đen thùi lùi như không có cái mặt. Thì cái vong này thì anh em mình nói chung thì ngôi nhà này cũng đến 2 lần rồi. Lần nào cũng gặp. Và hiện tại bây giờ anh em mình đang quay lại và đang tìm hiểu thêm và coi có thể giao tiếp với vong này không để anh em mình có cơ hội nào đó giúp đỡ với vong này không cả nhà. Thì đúng rồi cả nhà, cái căn nhà này là anh em mình cũng được gia chủ là cho phép anh em mình vào quay, thì anh em mình cũng có thể tiếp cận được cái vong này thì giúp đi siêu thoát, thì ở chủ nhà cũng rất là cảm ơn anh em mình. Thì hiện bây giờ là nói chung bây giờ hiện tại giờ là ngày 2 đêm rồi, thì vào vào khách vô giờ linh này đó, thì anh em mình đến ngôi nhà hoang này tại vì muốn gặp vong linh, muốn thấy vong linh dễ dàng nhất là vào những khung giờ hoa linh thì họ mới dễ hiện như mình thấy đó, chứ bình thường anh em mình đi vào giờ sớm thì đa phần cũng không thấy luôn. Thì thường thường á cả nhà, thì 12 giờ là đúng giờ của lúc đó là giờ âm, cho nên là người của cõi âm thì lúc đó họ rất là mạnh cho nên họ mới xuất hiện lên được, chứ bình thường mình đi sớm quá thì không thể nào mà thấy họ được cả nhà. Thì ở lần trước anh em mình đến thì thấy vong linh này cũng kiểu nói chung là dạng thì có dạng, nhưng mà muốn kiểu như đã hại anh em mình thì không có thấy. Đúng rồi, chủ không có thấy tác động nhìn tới anh em mình hết trơn, chỉ xuất hiện cho anh em mình thấy thôi, chủ yếu là muốn hù anh em mình để đuổi anh em mình đi thôi, chứ không có kiểu không hại anh em mình. Thì tới bây giờ cái lúc mà mình quay xuống thấy thôi ở dưới cái chỗ đó và bạc đen thui, tới giờ tôi còn thấy ớn. Nhưng mà cái vong này là hầu như là thấy cái tướng này chắc là hung dữ nha, chứ không phải hiền đâu. Nhưng mà tại vì anh em mình đôi khi anh em mình vô, khi vô nhà của họ thì họ sẽ tỏ cái thái độ như là không có quan ngân đó cả nhà. Ok nha, thì chắc có lẽ bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu đi vào trong và xem thử hôm nay anh em mình có thể tiếp cận với vong linh này không nhé. Thì ok, thì anh em mình xin mời cả nhà cùng đi nha. Ok nha. Thì ok, xin mời cả nhà cùng đi với anh em mình nha. Ở cái lần đầu tiên anh em đến thì cái trại đó đâu có bắt đèn đâu. Thì cái trại đó cả nhà, thì cũng người ta ban ngày thì người ta đậu dây nè. Và ban đêm thì không ai ở chứ. Giờ cửa thì anh em mình chưa có mở để quay vô có thấy gì. Quên nữa, nãy anh không có lấy cái đèn theo nữa. Còn một cái khu vườn ở sau rồi, với lại hình như gia chủ nói với mình là phía lúc đằng sau có một cái trại nữa. Đúng rồi, cái trại cũng bỏ quan luôn. Ừ. Mà anh em mình chưa có hội ra tới đó, tại cái đây ra đó cũng xa lắm. Nhà kho đây hầu như là chỉ một cái mô đền như những cái vật sử dụng thôi. Ừ. Nó bảo hiểm có cái ổ gì đó. Ổ cái gì? Hả? Biết thì sẽ chó xuống dưới nữa. Cái này không giờ linh nè, ma quỷ kia nè.
2 giờ khuya nè. Cửa sau lúc nào cũng đóng. Xích tới bên hồng nữa. Đúng không? Ngắt. Ê, cái cửa nhích. Anh mới để tay mà. Không có, anh buông tay rồi, cửa nhích. Phải không ta? À, nhìn lắm. Một chắc ghê này quên. Nhích cái thiệt, nhích thiệt. Nhích đâu? Nhích mới nghe tiếng động. Rõ ràng em nãy thấy nhích mà. Đi, đi ra trước đi, đi ra trước. Đi trước mở cửa vô. Mở hết cửa nhà, vô nhà đi. Mình chán, cửa dưới ra. Ủa, có cửa hai ba cái này, đầu kia đầu này luôn. Đây. Đi chán bát, cô cổ. Cô lù nước mà. Cái cửa không có phá. Ừ, cửa không phá luôn à. À. Gì? Cái gì trắng trắng đứng vậy? Xích cửa lại coi. Cái áo cái đơn da má cảm quên. Cái áo má. Bữa trước là cũng gặp gì hết hồn. Cái gì? Em mới đá gì vậy? Đi lụng ghế. Ê. Đá đi, đi đá hả? Điện đen tại. Gì? Điện đen thôi. Thấy gì không? Không thấy nè. Nãy có tiếng động bên trong kìa mà. Không. Tiếng động chấm kìa. Có tiếng động mà sao nãy vô không thấy. Bây giờ lần nữa. Có tiếng như trầm. Gì? Đi đá. Cẩn thận nha. Thấy không? Ở ngoài vô hết cái này nè. Ừ. Tưởng đồng mai không? Gì vậy? Tự nhiên cái tivi đó nó cháy đèn kìa.
Cái quy bị gì ta? Bị mát hả? Tivi này bị gì rồi? Tivi này bị ma ám hay gì rồi? Hả? Mày sao nhìn vô đây là thấy cái gì đâu? Mày sao có đi hôi quá? Quả luôn á. Nè cả nhà, cái tivi này nó bị cái vấn đề gì mà nó tổn quá nè. Hết rồi. Hả? Hết rồi. Im phải không? Hết đi rồi. Rồi, mới nghe tiếng động rồi đó vậy. Mới nghe tiếng động đâu đó. Thấy gì đâu. Mày lại gần. Kêu nữa. Mình thấy có cái đèn gì sáng quá vậy. Cái chấp đèn, đèn, đèn là gốc chuồn đi. Cái chuồn đi, cái chuồn đi. Gì tùm quá thấy. Rút chui nó ra đi, rút chui chưa? Chưa. Ủa, cái TV cái màn hình gì ngộ vậy? Ừ. Ủa máy cái TV cái màn hình gì ngộ vậy? Thấy không? Ừ, sao nó hôi dữ vậy? Tự nhiên nó phát sáng rồi cả nhà. Cái này nó kêu nó giờ. Ê, ê, ê. Cái màn đó mày. Chưa, chưa, chưa. Ôi tự nhiên tấm màn kéo ra mà sao anh quay ở ngoài nó có gì chứ? Vậy nói. Nói bông này hôm nay là anh em mình chưa thấy cái bông luôn á. Nãy giờ chưa thấy luôn á. Mà chính hiện tượng nó giờ mấy lần rồi. Động nhưng mà còn quay không thấy gì hết, chỉ có mỗi cái tivi nó lạ thôi. Đây bây giờ mình để cam này đi vô cho coi phía bên ngoài coi nó làm gì không. Để cam này không thấy thì không thấy cam mà mình ở trong phòng, tại vì để trong cái động bên ngoài gì này nó nằm tuốt cái dưới này thấy không, phải cao lên mới được. Ống này nè. Ê, xây lại coi. Xây cái chiều này lại coi. Làm gầm. Được không? Bị phút. Dỡ cái cam này cái đó, đứng điều này lên luôn. Thôi được vậy nè. Vậy thì nó nghiêng. Đi đâu rồi? Vậy đi. À. Rồi. Giờ mình đi vô thôi.
sáng đây đứng ai dội tôi đây. Thấy à? Hùng thấy nổi cái đèn đấy. Cái gì? Đứng kế bên. Gì đứng kế bên luôn hả? Nó thò đầu kế bên. Sao anh không thấy? Em đâu thấy đâu. Bật đèn lên gặp kế bên nó rộng với chứ. Bật đèn mới được, mới đèn mới được nó ngồi được ta. Tại vì có đèn sáng nhìn thấy kéo màn rồi đó. Bên ngoài nó động. Ui, quạt gió. Bắt quạt đi. Ê, gì vậy? Gì vậy? Cái gì vậy? Nấm dính nè. Hả? Cái gì? Cái cây. Trời ơi. Mới kéo dậy dạy cái màn quá. Ê, xe. Ê, nó bóp cổ. Ôi, đi ra đây, ra đây. Ra đây ngồi đây. Ma này. Cái bông này dữ lắm. Mà vô, cầm phải cầm lên kìa. Xong quanh mà vô cầm vô quanh không thấy. Đi vô. Ở tập cây kìa, cây kìa. Hả? Ở đang cắm cây gì sao, đang cắm cái cây gì sao dám vô. Đó, vậy sao dám vô. Cái cây này em cầm nó vính đó. Đi từ từ vô coi, cầm cái đèn theo đi. Vậy, cầm đèn vô hả? Tiếng gì? Làm cái tiếng động hoài luôn. Ừ. Mở cây à? Mở cây à? Cái gì? Anh mới thấy nó ló cái đầu. Đúng rồi hả? Ừ. Ê, mới. Cái gì vậy? Đứng ngay cửa luôn, ngay cửa. Ngay cửa luôn. À. Đứng ngay tấm màn đó đó. Ngay tấm màn đó đó.
Thấy không, thấy không? Ê, coi trong kẹt đó đây. Có ở đây có ai à? Kỳ trời. Rõ ràng hai anh em mình. Cái quạt nó bắt anh. Cái quạt nó bắt chạy anh luôn đó nha. Thấy đứng này nè, thấy đứng này đây. Hả? Cái gì? Cái mày nói mới nghe gì? Dũng cái bịch cho tao. Có gì đâu. Thì giờ ngồi đây xíu rồi. Bây giờ anh em mình sẽ trong này luôn. Thì cả nhà thì nãy giờ hai anh em mình thấy đứng ở dách này nè. Có thục ló đây, hai anh em mình khi vô đây thì không thấy. Nãy giờ thì cái tiếng động nãy lo nguyên vô và lo nguyên vô luôn, nó lúc nãy bố cổ luôn. Ngoài có người lo nguyên quýnh nó lo nguyên ăn rồi. Không biết sao nói. Cái dòng này mạnh lắm. Đó. Mới nghe tiếng động. Tiếng động ở đâu à? Ôi, nó thui, nó thấy rồi. Có đồ đạc thì đậm đậy á. Cái gì? Cái chai hả? Cái lon gì nè. Lấy cam quay mà. Bây giờ lấy cam anh đi quay quay ra ngoài đi, em ngồi bên đây. Có thử thấy nhìn thấy không? Cam ngoài cam trong thấy không? Mình sẽ ra cam ngoài đây. Anh Nguyên sẽ đi ra bên ngoài xem thử thấy gì không. Tại bên ngoài có tối khui à. Làm gì hết hồn. Rồi, sao bị tối. Tôi đã làm nghe. Ừ. Không. Tiếng động phát ra đâu không biết. Thì mới vậy. Để mình đi vô đây. Thì cả nhà thì mình đâu chạy ấy ra ngoài chắc thấy á à. Không biết thấy không tại vì nãy giờ nó có đâu đâu hả gì phải không không mượn tiếng động ở đâu nó còn dách nè ừ.
cả nhà thì hai anh em mình đặt ở ngoài đó cái cam, ở trong ngày cái cam để xem thử coi cái bông linh nó xuất hiện ở đâu. Nhưng mà không thấy nó hiện không lại. Thấy mà nghe tiếng động qua nè. Tiếng động gầm 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 không biết ở đâu nữa. Lúc mà anh em ở ngoài á thì trong này, mà khi vào đây á thì nghe bên ngoài. Em ngu luôn à. Mà cái cửa thì đảm bảo là chắc chắn rồi, đâu ra được. Đi xuyên cửa biến mà tiếng gì thấy gì đâu kỳ thiệt chứ không thấy. Mình đặt hai cam thì nó không có hiện cho mình thấy. Bây mà giờ lúc nãy anh em mình đặt cam ngoài đi vô không bật đèn, nó cái đầu đưa cái mặt con luôn, tôi bật đèn một cái anh có đâu có thấy đâu, xón trong quần luôn đâu, mặt đen như bao công, đen như bao công nữa. Gì tiếng gì tiếng bọc 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 bọc. Mình nghe tiếng động ở đâu vậy ta? Em mới gõ đi. Không em mới gõ đó. Mày giống tiếng chủ thiết này nè. Anh vậy gầm 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 mình nghe tiếng giống chủ thiết này nè. Ha. Thôi lùi. Ngu luôn. Bây giờ mình đi ra ngoài đi. Mình để cam đây xíu coi sao. Cái nhà thì bây giờ anh em mình sẽ để hai cam như thế này và sẽ tạm ra bên ngoài thử coi thử cái vòng linh này, nó có xuất hiện không rồi mình vô ngoài cả nhà.
cả nhà, thì từ sớm giờ anh em mình là để cái cam hai hướng, không biết là cả nhà có thấy được cái vong linh xuất hiện hay không. Không biết cái cam của anh thấy thôi mà không biết. Không biết, thấy. Thấy không? Thấy. Cả nhà thì anh em mình một cam để phía trong, cam để phía ngoài, thì không biết là nó có xuất hiện cho cả nhà mình thấy hay không nữa. Thì bây giờ chắc có lẽ anh em mình xin tạm kết thúc video và đi về mọi người. Thì cả nhà, thì cuối clip anh em mình cũng xin chúc cả nhà có thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc cả nhà. Cảm ơn mọi người. Chào cả nhà.